Sau khi đăng nhập và liên kết tài khoản thành công, các bạn bấm vào nút tạo livestream. Tại đây các bạn hãy lựa chọn một dự án cũ hoặc tạo một dự án mới. Một điều lưu ý cho các bạn hãy lựa chọn màn hình ngang hoặc màn hình dọc tùy theo sở thích của các bạn và đặc biệt là tùy theo tâm lý của người xem livestream của các bạn. Trên màn hình bạn thấy chính là giao diện để thiết kế một livestream. Ở phần layer, các bạn sẽ bấm dấu cộng để thêm cái hiệu ứng cho livestream của mình. Khi bạn chèn một hiệu ứng hiển thị hoặc tương tác bất kỳ, ở cột layer sẽ xuất hiện thêm một layer mới. Ở phần màn hình giữa, những layer bạn chèn sẽ xuất hiện ở đây. Ở cái ô có chữ scene phía dưới chính là những cái cảnh mà bạn thiết kế. Cứ thiết kế xong một cảnh, bạn sẽ thiết kế cảnh kế tiếp. Những cảnh này sẽ lần lượt xuất hiện trong livestream. Đây là nút phát trực tiếp, được dùng để phát sau khi các bạn hoàn thành việc thiết kế layer. Bây giờ chúng ta cùng thiết kế thôi nào.